Con này là con Magitta DDF083. DDF083 ha. Máy có báo pin. Sale trong đây sale Samsung hoặc là LG 2.5A. 2.5 thì mình tính tầm khoảng 2 chấm thôi. Do là tại vì là sale này sale tháo máy ha. Đây, rồi, đây body của em nó. Cái này không có tem nha. Con này nó có khoan lỗ ngay đây. Cái này là mấy cái máy Mỹ nó có khoan lỗ ngay đó, chỗ này. Nói chung là ruột gan ở bên trong là ok hết, chỉ có hai cái này thôi. Ha. Ruột gan của nó là ok. Điều tóc này. Đảo chiều. Đèn ha. Con này là chân dài. Chân dài ha. Chân dài. Con này khoan cũng được. Chuyển sang chế độ khoan. Do cái mũi này không phải mũi của nó, đâm ra thấy khoan rất là khó khăn. Để em bắt ốc sắt ha. Bắt ốc sắt thì có thể là để ở mức khoan này cũng được, hoặc là mình chuyển sang cái để mức khoan trước đi ha. Để mức khoan bắt cho nó dễ. Giờ mình chuyển sang nước khoan, nước bắt dịch bình thường. Này có hai tốc độ nữa ha. Giờ để sang chế độ bắt này cấp trượt nha. Này bắt vô thí dụ nó vừa tới đó là nó đều đủ lực, nó ngắt, nó không phải là nó ngắt mà là nó trượt qua ha. Nó trượt qua ha. Đây, chậm mà nhanh rồi. Con này em bán là máy pin sạc zin, máy pin sạc zin. Bộ này em bán cục pin máy. Máy 1,5 triệu sạc 400. Pin này 500, 400, 500, 900, 2,4 triệu. Bộ này em bán 2,4 triệu. Đó. Bộ này em bán 2,4 triệu ha. Máy pin sạc pin. Sạc này sạc điện 110 ha. Sạc điện 110. Anh em coi kênh YouTube của em thì nhớ đăng ký luôn, để có thí dụ lâu lâu em bán hàng có thể là em khuyến mãi gì đó, không biết được ha. Hai triệu tư. Bây giờ em thử em bắt con này luôn. Bắt con trong này hiện tại con vít này con vít dài cỡ này ha. Con này là con dài cỡ này luôn á, một tấc á. Mở ra đó, này nó quá lực nó tự động nó ngắt ra ha. Dít dài mà nó vô cỡ này thì máy điện của mấy anh chắc máy điện này chắc chạy không nổi đâu ha. Rồi ok,
Ok, anh em nào lấy alo em. Đây, em có cái này để em khoan thử luôn rồi nó ngon không? Rồi, nhớ đăng ký kênh YouTube giùm em. Thì đăng ký kênh YouTube thì lâu lâu em có thể em có những cái món em khuyến mãi. Những món em khuyến mãi em mua được giá nó đây rẻ. Không, con này khoan không được. Con này là chỉ khoan gạch men. Mũi này là mũi khoan gạch men ha. Mũi này mũi khoan gạch men. Makita. Rồi, ok. Cảm ơn anh em. Giờ anh em dòm kỹ lên lần nữa. Bộ này máy pin sạc 2 triệu tư ha. Rồi, nhớ cái đăng ký kênh giùm em ha, đăng ký kênh YouTube giùm em. Đây bye, chào anh em.